World Cup 2022 đang trải qua hàng loạt cú sốc với việc lần lượt các ứng viên sáng giá rơi rụng từ Đức, Bỉ đến Tây Ban Nha. Điều đó cho thấy tính quyết liệt, độ khó tăng dần mà bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá. Hai trận tứ kết đầu tiên vào đêm nay và rạng sáng mai là những trận quyết đấu và tính bất ngờ vẫn luôn chờ đón. Cặp đấu mà người hâm mộ mong chờ nhất là trận thư hùng giữa Hà Lan và Argentina. Cuộc so tài giữa hai trường phái bóng đá khác nhau, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng ở giai đoạn hiện tại, nhưng thực tế thì chất lượng đội hình chưa thể sánh bằng các đàn anh trong quá khứ. Hà Lan đang vận hành lối đá thực dụng. Ở giải đấu lần này, Hà Lan chuộng lối chơi thấp và bất ngờ lên bóng phản công với tốc độ cao. Sự an toàn của Hà Lan cũng là điều dễ hiểu khi World Cup ngày càng cạnh tranh rất cao để đi đến trận cuối cùng phải lệ thuộc nhiều yếu tố. Và họ càng có lý do để đá chắc chắn ở trận này khi đối thủ là Argentina, đối thủ rắn mặt nhất của Hà Lan từ đầu giải đến nay, hoàn toàn khác về đẳng cấp so với Qatar, Ecuador, Senegal và Mỹ. Ở phần sân đối diện, Argentina có thể sẽ tiếp cận trận đấu thuận lợi bởi lối đá thấp của Hà Lan. Nhưng bản thân các nhà đương kim vô địch Nam Mỹ cũng không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình. Argentina đến nay vẫn còn bí ẩn. Những màn trình diễn của họ từ đầu giải, ngoại trừ trận gặp Ba Lan thì các trận còn lại khá phập phù, thậm chí là vất vả trước Australia ở vòng 1/8. Cặp đấu này cân sức và có thể sẽ kéo sang hiệp phụ hay xa hơn. Messi bây giờ là một cầu thủ rất khác so với những gì mà người Hà Lan phải đối mặt vào năm 2006 và năm 2014. Anh đã mất đi phần lớn năng lượng và thay vào đó là những tháng ngày chất chứa khát khao trong từng bước chạy trên sân. 18 năm đã trôi qua, bộ óc của Messi là một siêu máy tính, còn đôi chân thì chồng chất những ma thuật huyền diệu. Huấn luyện viên Van Gaal đã nói, Messi là điểm mạnh nhất và cũng là điểm yếu của Argentina. Dưới góc nhìn chuyên môn, cả Hà Lan và Argentina đều không phải là những nhà tiên phong trong chiến thuật bóng đá đương đại. Lối chơi của họ chủ yếu phụ thuộc vào khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công, chứ không đưa ra phát kiến gì mới như thời thập niên 70. Cả hai đều không ở trạng thái tốt nhất để tạo ra điều đặc biệt cho lịch sử. Thực sự thì họ không phải là những ứng viên lớn nhất cho chức vô địch năm nay. Vậy còn Brazil, Croatia thì sao? Trận mở màn của vòng tứ kết có thể sẽ là cuộc phô diễn sức mạnh của lối chơi tấn công bởi lối đá của hai đội khá giống nhau. Nhưng tương quan lực lượng hiện nay sẽ không cho phép Croatia đôi công cùng đối phương trong suốt trận đấu mà buộc phải đá an toàn. Cái khó cho Croatia là họ đối đầu với một Brazil đang mạnh toàn diện, lại vừa có sự trở lại của Neymar, nên nếu có xây dựng thành trì phòng ngự kiểu Maroc khi tiếp Tây Ban Nha cũng không dễ chút nào. Bởi ở đội hình Brazil có nhiều thợ săn. Dự đoán chiến thắng về cho Brazil với cách biệt 2 bàn.